rõ ràng hoàng cơ thoại chân dung khác thường. Đền thờ tinh khiết nhang đăng phụng thờ chân kinh có chỗ Nam Mô A Di Đà Phật Nê Hoàng Vô Cử Đồng Thánh Hoàng Lục Chí Thần Thông. Dòng nhan khai cung thấp cờ diệu hoàng về chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng giảng kim vùng hoàng nên cần Phật đánh chúa tiên trùng vương. Tiền dòng ông vơ thoại con lá cờ ngũ sắc vua ban đổi tiếng dô quang hoàng quan dô quang thuyền ông vượt sông đài hò kho bị treo ra dô quang đôi bên vui thú quan họ dô quang dăm cả theo hầu quan quan dô quang có cá voi đưa đưa quan lại hò quan thuyền dòng ông vơ thoại quan quan du quan trèo khắp hết mọi nơi quan hơi ngò khó về tới miền Quỳnh Cô quan số phủ rực mấy nơi quan quan du quan sông thao sông cả hò quan du quan tới nơi lục đầu quan lại hò quan khắp hết sông dâu quan hò du quan sông cầu sông hát quan quan du trèo lên tây hồ quan quan du quan mai màu mưa quan lại hò trèo lên không trung nghi lấy được quả đào thiên quan quan du quan dân vua thì quan lại hò
lấy thanh cho đồng khoan hơi họ một mình ông khoan khoan du khoan một chiếc thuyền rồng khoan khoan du khoan sang chơi tứ hải khoan họ du khoan sang tới mũ châu khoan khoan du khoan rằng ngày hôm nay long vân khánh hồ khoan khoan du khoan họ hoàng nghĩa họ du khoan thiết lập đàn trà khoan khoan du khoan cung nghinh phật thánh khoan họ du khoan rước ông về đền khoan du khoan phù vân cát la bình chân thành đẹp đến bên rồi ông ơi con xin ông dừng chèo gác mái thả câu nói lên đi khoan họ du xôn xao sông vỗ bên ý gành biển gành trắng soi tề tay tiền chuốc chén rượu đào nhất tuần sơ nâng lên bề ngọc kính vua tà mẫu từ Huệ nâng mời là mời rước ông bơ hoàng sơi à sơi rước ông bơ hoàng sơi tay thiên na rót chén trà tâu tuần na nâng lên bị ngọc để cát cô nâng mời giúp ông hội quỳnh tiên chúc chén rượu đào tam tuần chúng dâng lên bề ngọc kính vua tà mẫu thư Huệ nâng mời là mời giúp ông mơ hoàng sơn a sười ta sưởi rước ông hoàng sơn đường hơi men
nặng gánh gươm đàn nở nước non. Nặng gánh gươm đàn nở nước non, trăm năm bia đá vẫn chưa mòn. Giang sơn ghi nhớ người anh kiệt, hoài phù long lạnh nớp sóng vàng. Chà chưa tình đằng gánh hương thường nở nước non. Ba sinh say vì cành, một nghề giấc mơ màng vạn cành nghề xuân na. Phải chăng cánh ấy về đâu ta mong nghe tới nguyên đào để hỏi thăm. Chăng kỳ cửa đồng đòi thơ, hôm nay quan hoàng bơ ngự đồng về, chúng con luôn ngang những ngần ngâu vì hoàng. Đường về thăm thăm mơ màng bâng quâng. Đào hoa ước gì gặp khách hỏi chừng cho chăng. Quan hoàng bơ hỏi chăng, chẳng nghe những thờ ơ. Hỏi xuôi xuôi những lững lờ chảy xuôi.
Sông bao nhiêu nước chưa chan mà diều đào ba chén quan hoàng. Mà đã say thơ chi mà để cứ ngây ngất lòng. Kể từ khi con hoàng bơ loan giá về cửa mẫu đây, bồng lai đâu cũng thế này mà thôi. Qua đền hãy dừng bước mà coi, kìa ông bơ thoại đang ngồi nghe văn. Thanh gia nên đất bảo hà quan hoàng bảy nhắn ai, nên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó cảnh thần tiên đi. Quanh đồi chim mi hót trước sân đền, trúc mọc thấp nghi cao đêm thanh, đêm thanh ngoạn cảnh vươn nơi đào. Phụng gia ông hoàng ngày hôm nay, phụng gia ông hoàng đền thờ tinh khiết nhang đăng, phụng thờ chân kinh có chú Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng gia chấm đồng phép hoàng lục chí thần thờ.
huyết đượm nghi mùi. Nâng câu thiên bảo trước người tăng lòng chuốc chén ô lòng. Trà thương mê chuốc chén ô lòng. Tay nâng bình ngọc các bạn tiên dâng ông chén vào. Chào long yên thượng kim bàn mẫu đơn long tình nghi ngựa vui khi thanh ở nhàn đi ông trà ba chén nâng mừng nghi hương mi vị nghi a nghi a ngọt bùi kỳ tân a à, tân ngọt bùi kỳ tân. Sáng u điêu phàm tiên
cảnh thần tiên trên bảo hà tiên, cảnh thần tiên trên bảo hà. Cỏ cung cây sen đu hoa lá nghi hoa đào năm ngoái mười phân xa còn kém xa sáng ngủ lưu phà xa đi còn kém xa mười phân xa đi còn kém xa mười phân. Đến ma đi a rêu là phù rêu, rêu là phù rêu. Ai người giây phúc nghĩ a được theo quán hoàng bảy bảo hà. Sáng ngu điêu phản theo là được theo ông bảy bảo hà. Là được theo quán hoàng bảy bảo hà. Lâng lâng à, du sạch nghĩ à, nghìn ba một ngày đã đi từ duyên nợ nhiều sáng ngủ lưu phà duyên là duyên nợ nhiều duyên là duyên nợ chẳng có ai hẹn đi à, giờ bao giờ vì đường hoàng đi chấm linh nghĩ à, tình cờ gặp được ngỡ tiên sáng u điêu phản tiên gặp mở tiên tình hiền tu nhân tích đức ông
bể chép biên cho rõ ràng. Bao nhiêu kẻ ngang cương bao ngược chuyên đi hại người, thiếu cho trả trước thì sau. Lối nhầm ông xa chi đâu, sơ nguyện như ý ông cho, sơ cầu tòng tâm. Ra hồi cung chấn cảnh Nghệ An, Đức Hoàng mời chấn cảnh Nghệ An khi về thiên bản làm việc quan phủ dày. Trong đất chỉ trời Nga hương thiêng, trong đất chỉ trời đánh đông dẹp bắc, việc ngoài binh nhung. Quan Hoàng mười soi tỏ tất lòng cho trăng dịp cầu. Đền thờ tinh khiết nhang đăng cùng thờ chân kinh có chỗ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng sa chấm đồng phép hoàng lực trí thân thờ hoài cung dòng nhan thắp cờ diều hoàng về chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng giảng kim phùng hoàng gần cần thánh chúa tiền trung vương.
mày xích bước mạnh mạnh đưa đàng hoàng tử lộ hành từ xứ Nghệ Hoàng vô đây để tay tiên chuốc chén rượu đào tay tiên na nâng chén trà tàu nhất tuần sơ nâng lên bì ngọc đi các cô nâng mời nàng rước văn hoàng mười giờ tay tiên rót chén trà tuần à nâng lên bề ngọc kính vua ta mẫu thừa huệ nâng mời là mời rước quan hoàng mời xơi ta xơi rước quan hoàng mời xơi tay điên rót chén trà cầu dâng lên bề ngọc để cả cố nâng mời ta mời rước đức hoàng mời xơi ổ sôi rước đức hoàng mười sôi công danh quan hoang mười người trần thủ ở trong thành 13 năm lẻ hoàng làm quan đất phủ dày hoàng làm quan đất phủ dày đến quan hoàng thập đình nhớ nhang thì mắt mồ a biết ông mười ra ông cho thuận vợ thuận nì trong đúng đó cho thuận vợ thuận nì trong công danh thành đạt phu thế thuận hòa cho phu thế được thuận hòa ơn na trên na nghĩ ơn trên na như biển còn lạy hoàng
kế họ Hoàng con ơn trên na như biển như trời. Ơn ni Hoàng xin nguyện niềm làm tôi cho đến trọn cuộc đời, nguyện làm tôi đến trọn cuộc. Rộng cửa cao nhà, không biết đến quan hoàng thật thì để nhớ nhang mặc ngờ ai. Nát sông Lam mân răng là trong là đục khéo là đục đó. Nát sông Lam mân răng là trong là đục chờ gạo chờ chua, vừa chẳng vừa trong đang vô sứ nghỉ loanh quanh nơi quan hoàng ngự chữ đẹp như tranh nghỉ họa ngờ đồ đẹp như tranh họa ngờ. Trần đố ai tả được bức tranh ông ngự đồng, bức tranh ông ngự đồng. Dì dường tang tình ngơ tiêu giao di dưỡng tang tình thơ tiên một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc lại bí tư khi phong nguyệt lúc lại bí tư sớm xem hễ nở hồi lên chơi lúc thừa nhàn.